Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump áp thuế với Việt Nam ngay trước khi rời Nhà Trắng. Truyền thông quốc tế mới đây đã đưa tin Hoa Kỳ đã lên kế hoạch áp dụng biểu thuế mới và hạn ngạch cũng như nhiều biện pháp cứng rắn khác đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam ngay từ tháng 1 năm 2021. Công ty luật thương mại quốc tế Sander, Tranfit và Rosberg cho rằng Văn phòng đại diện thương mại Mỹ dường như đang tăng tốc để có thể áp đặt biểu thuế mới sớm nhất như có thể. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Thương mại Mỹ vào hôm 4 tháng 11 năm 2020 về việc áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với lốp xe, hơi và xe tải nhập từ Việt Nam sang Mỹ. Công ty này nhận định sau thời gian lấy ý kiến công chúng vào ngày 12 tháng 11 và sau các phiên điều trần, các biện pháp áp thuế mới có thể được ban hành chỉ sau 2 tuần trước ngày chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống kế nhiệm. Đơn vị này cũng cho biết các nhà nhập khẩu sản xuất gỗ tại Việt Nam sẽ bị tác động đặc biệt vì các biện pháp hạn chế mới này. Không ngừng chỉ ở gỗ và tiền tệ, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã chính thức thông báo khởi động điều tra chống phá giá đối với sản phẩm sợi polyester nhập khẩu từ Việt Nam. Trước đó, vào hồi tháng 11 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố sẽ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với lốp xe hơi và xe tải nhập khẩu từ Việt Nam. Một trong các lý do mà Mỹ đưa ra là đồng tiền của Việt Nam đã bị định giá quá thấp. Theo tuyên bố ngày 4 tháng 11 của Bộ Thương mại Mỹ, đây là lần đầu tiên Bộ áp thuế chống trợ cấp đối với căn cứ và giá trị của một loại tiền tệ như vậy. Và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Vip Ross cho biết trong tuyên bố rằng quyết định sơ bộ thể hiện một bước tiến quan trọng đối với nghị trình thương mại nước Mỹ trên hết. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Thương mại Mỹ Vip Ross tại một cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 ở Washington. Chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề này để đảm bảo ngành công nghiệp của Mỹ cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Mức thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với lốp xe hơi và xe tải nhập từ Việt Nam được đưa ra dao động từ 6,23% cho đến 10,08%. Theo số liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, siêu cường thế giới nhập khẩu lượng lốp xe hơi từ Việt Nam có giá trị khoảng 469,6 triệu đô la trong năm 2019. Bộ Thương mại Mỹ sẽ hướng dẫn cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ thu tiền tạm ứng từ các nhà nhập khẩu lốp xe du lịch từ Việt Nam dựa trên tỷ giá sơ bộ. Và bộ này cũng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế vào khoảng tháng 3 năm 2021, cũng là lúc Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ án này. Và việc đánh thuế xảy ra tiếp sau thông báo vào hồi tháng 10 của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc điều tra thương mại của Mỹ đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam. Một quy định mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump vào hồi đầu năm nay cho phép Bộ Thương mại Mỹ xem xét việc định giá thấp tiền tệ là một yếu tố trong việc quyết định các loại thuế chống trợ giá đối với một đối tác thương mại. Cũng trong thời điểm này, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê Việt Nam vào danh sách 10 nước có lẽ sử dụng tỷ giá hối đoái để đạt được lợi thế về xuất khẩu so với Mỹ. Bộ Tài chính của Mỹ tuyên bố rằng Việt Nam chủ tâm định giá tiền đồng thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019. Và nhân chuyến thăm Hà Nội trong hai ngày 20 và 21 tháng 11 mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã nói với các nhà lãnh đạo Hà Nội rằng họ phải kiểm soát hàng xuất khẩu Trung Quốc trung chuyển bất hợp pháp qua Việt Nam, đồng thời mua theo hàng hóa của Hoa Kỳ như khí đốt tự nhiên, hóa lỏng và thiết bị quân sự để tránh bị áp thuế trừng phạt từ Mỹ. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam vào ngày 21 tháng 11 năm 2020. Theo Bloomberg, ông O'Brien cho biết ông đã nói với các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ Việt Nam rằng việc ngăn chặn các chuyến hàng trung chuyển trái phép được đi từ Trung Quốc và giảm thâm hụt thương mại với Mỹ có thể là cơ sở cho việc thu hồi lại các biện pháp thuế quan. Vẫn theo phát biểu của ông Robert O'Brien với Bloomberg, trước những mong mỏi của Việt Nam muốn được chia sẻ thông tin quân sự cũng như muốn có thêm trang thiết bị từ tuần duyên Mỹ để bảo vệ tốt hơn các vùng lãnh hải, Washington có thể hỗ trợ tài chính cho Việt Nam để mua trực thăng của Mỹ,
nhằm giảm bớt thâm hụt mậu dịch song phương với Việt Nam đã lên đến mức kỷ lục là 56 tỷ đô la trong năm 2019. Và Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn với Mỹ, và điều này khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hồi năm ngoái đã cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Và thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đang tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng 8 vừa qua với mức âm hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, trên tổng số thâm hụt thương mại tính cho hết tháng 8 năm nay là hơn 42,3 tỷ đô la, cao hơn 8 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam trong năm 2019 là hơn 55,7 tỷ đô la, cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử trao đổi hàng hóa giữa hai quốc gia kể từ năm 1992. Trong bối cảnh Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố cuộc điều tra về việc Việt Nam thao túng tiền tệ, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng phủ nhận chính sách tỷ giá tiền tệ của Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại và mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá khách quan hơn về thực tiễn Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam tiếp Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ DFC Adam Poehler dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Nhân dịp đón tiếp, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ Adam Poehler và công tác cấp cao của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam nhằm thảo luận một loạt các cơ hội vào hôm 26 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Phúc đã nói: "Trên thực tế, nếu phá giá đồng Việt Nam sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, lòng tin của người dân, các nhà đầu tư, thiệt hại sẽ rất lớn đối với cả nền kinh tế." Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Tổng giám đốc của DFC có tiếng nói với Tổng thống Hoa Kỳ để có đánh giá khách quan hơn về thực tiễn tại Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị ông Poehler nói với tổ chức của Mỹ và các cơ quan Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động hướng tới thương mại cân bằng đã được thống nhất vào cuối năm 2019 để hài hòa với các cam kết của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng và quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Truyền thông trong nước cũng đưa tin cuộc gặp với Thủ tướng Phúc vào hôm 26 tháng 10, đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết Hoa Kỳ rất quan tâm đến các chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại, đánh giá cao các bước tiến mà Việt Nam đạt được, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chức năng của Việt Nam. Và Bộ Công Thương Việt Nam vào hồi tháng 6 cũng đã cho rằng họ sẽ hợp tác với các nhà điều tra của Mỹ về vấn đề này và sẽ cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về việc trợ giá và định giá thấp tiền tệ cho phía Mỹ để họ có được cơ sở dữ liệu đầy đủ trước khi đưa ra kết luận. Đây là hình ảnh ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cũng khẳng định rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam trong năm 2020 là tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại lớn để chứng minh Việt Nam không thao túng tiền tệ. Và Việt Nam được cho là đang nỗ lực làm hài hòa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng từ Mỹ từ năm ngoái và mới đây đã phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam tại Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện năng tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như giúp thu hẹp khoảng thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Việt Nam còn cho biết rằng sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm chấn áp các hoạt động hàng xuất khẩu của Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam để tránh các mức thuế cao của Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2020 với bản tin Trump quyết áp thuế với Việt Nam ngay trước khi rời Nhà Trắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.